Người ngoài hành tinh xuất hiện ngày đầu năm 2024, một loạt hiện tượng kỳ bí gây chấn động dư luận. Đầu năm 2024, dư luận toàn cầu chấn động trước thông tin về sự xuất hiện của người ngoài hành tinh cao hơn 3 mét gây náo loạn tại một trung tâm mua sắm ở Miami, Hoa Kỳ. Sự kiện này chỉ là một trong nhiều hiện tượng kỳ bí liên quan đến người ngoài hành tinh và UFO xuất hiện trong thời gian gần đây, từ những cuộc trốn chạy tập thể của UFO khỏi núi lửa, đến những cuộc điều trần gây sốc trước Quốc hội Mỹ và Mexico về sự tồn tại của sinh vật phi con người. Người ngoài hành tinh cao 3 mét xuất hiện tại Miami. Ngày đầu năm 2024, không khí chào đón năm mới tại trung tâm thương mại Basic Marketplace, Miami bỗng trở nên hỗn loạn. Theo nhiều nhân chứng, một sinh vật cao khoảng 3 mét xuất hiện, gây ra sự hoảng sợ và khiến mọi người bỏ chạy tán loạn. Hàng chục xe cảnh sát, máy bay quân sự được huy động đến hiện trường cư dân mạng nhanh chóng lan truyền những video về sự kiện này gây ra nhiều tranh cãi một số người cho rằng những sinh vật này có khả năng tàn hình và xuất hiện không theo quy luật nào gây ra sự hoảng loạn đột ngột một cư dân mạng kể lại rằng anh đã nhìn thấy một sinh vật kỳ lạ màu xám không có ngón tay hay bàn chân di chuyển chậm rãi và có khả năng biến đổi hình dạng thậm chí đi xuyên qua tường và kính mà không phát ra tiếng động các giả thuyết được đưa ra từ việc sinh vật ngoài hành tinh cao 3 mét này có thể sử dụng công nghệ can thiệp vào thiết bị điện tử để ngăn chặn việc ghi hình, đến việc cảnh sát Mỹ cố tình che đậy sự xuất hiện của sinh vật này. Một số người khác khẳng định, nếu chỉ là vụ tụ tập và đốt pháo, thì không có lý do gì để huy động đến 60 xe cảnh sát. Một câu hỏi lớn được đặt ra, liệu đây có phải là một sự xuất hiện thực sự của người ngoài hành tinh hay chỉ là một sự hiểu lầm lớn? Hàng chục UFO trốn thoát khỏi miệng núi lửa Popokken. Trong khi sự kiện ở Miami thu hút sự chú ý của dư luận, một loạt hiện tượng khác liên quan đến UFO cũng gây xôn xao. Tháng 8 năm 2023, một đoạn video quay lại cảnh hàng chục UFO bay ra khỏi miệng núi lửa Popocatépetl gần thành phố Mexico trước khi núi lửa này phun trào vài ngày sau đó. Theo các chuyên gia, ngọn núi lửa này có thể là một cổng thông tin liên không gian cho phép du hành giữa các vì sao đoạn video ghi lại cảnh các UFO bay ra như thể đang chạy trốn để thoát thân đã làm giấy lên nhiều giả thuyết và thảo luận về khả năng tồn tại của một cơ sở ngầm liên quan đến người ngoài hành tinh bên dưới núi lửa này. Popokken là một trong những núi lửa hoạt động mạnh nhất ở Nam Mỹ, với nhiệt độ lên tới 1.000 độ C khi phun trào. Trong những điều kiện khắc nghiệt này, không vật thể nhân tạo nào có thể tồn tại, nhưng lại có nhiều báo cáo về việc hàng chục UFO bay ra từ miệng núi lửa, bao gồm một vật thể hình trụ khổng lồ được giám sát bay thẳng vào miệng núi lửa ngày 26 tháng 10 năm 2012. Một số nhà khoa học nghi ngờ đây chỉ là ảo ảnh do thiên thạch gây ra, nhưng chỉ vài ngày sau, vật thể này lại xuất hiện, bay ra từ miệng núi lửa. Các hiện tượng kỳ lạ tiếp tục diễn ra từ ngày 26 đến ngày 28 tháng 11 năm 2017, khi nhiều người báo cáo đã nhìn thấy các UFO hình trụ bay ra khỏi núi lửa. Những sự kiện này khiến nhiều người tin rằng Núi lửa Popocatépetl có thể là một cổng thông tin liên không gian cho phép các sinh vật ngoài hành tinh du hành đến trái đất. Sự kiện chấn động tại Quốc hội Mỹ và Mexico. Tháng 7 năm 2023, một cuộc điều trần trước Quốc hội Mỹ đã gây sốc khi các cựu quan chức tình báo khẳng định chính phủ Mỹ từ lâu đã có sự tiếp xúc với các phương tiện và những sinh vật phi con người. Những tuyên bố này càng làm gia tăng sự tò mò và quan ngại của công chúng về sự hiện diện của người ngoài hành tinh trên trái đất. Tại Mexico, Tháng 8 năm 2023, di hài của một sinh vật ngoài hành tinh đã được đưa ra thảo luận trước quốc hội, gây chấn động dư luận. Sự kiện này cho thấy mức độ nghiêm trọng của những bí ẩn liên quan đến người ngoài hành tinh và sự che giấu của các chính phủ trên thế giới. UFO xuất hiện trên bầu trời Miami. Chỉ vài ngày sau sự kiện người ngoài hành tinh xuất hiện tại Miami, hàng loạt video về UFO xuất hiện trên bầu trời thành phố này đã lan truyền rộng rãi. Một số video cho thấy các vật thể bay không xác định xuất hiện bao gồm một UFO với đuôi lửa hạ xuống và phân tách thành nhiều vật thể nhỏ hơn giống như pháo hoa, và một vật thể phát sáng màu cam khổng lồ ẩn mình trong mây trước khi bay lên cao. Sự xuất hiện liên tiếp của các video UFO đã đưa vụ việc này lên top 10 tìm kiếm nóng nhất trên mạng xã hội. UFO hình con sứa tại căn cứ quân sự Mỹ ở Iraq. Vào ngày 9 tháng 1 năm 2024, các phóng viên điều tra George Knapp và Jeremy Corbell đã công bố đoạn phim về một UFO hình con sứ bay qua căn cứ quân sự Mỹ ở Iraq vào tháng 10 năm 2018. UFO này đã bay qua nhiều cơ sở quân sự, chìm xuống nước và sau khoảng 17 phút, nó bất ngờ bay lên với tốc độ cực nhanh. Các nhà nghiên cứu chưa rõ nguồn gốc và mục đích của phương tiện bay này, nhưng đoạn phim đã thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng quan tâm đến UFO và hiện tượng không gian bí ẩn. Cuộc chạm trán bất ngờ tại biển Mexico một trong những sự kiện đáng chú ý nhất là cuộc chạm trán với UFO vào ngày 10 tháng 11 năm 2004, khi tàu sân bay USS của Mỹ đang tập trận ngoài khơi biển Mexico. Tàu USS đã thu được những tín hiệu radar bất thường về những vật thể xuất hiện theo nhóm từ 5 đến 10 chiếc, di chuyển kỳ lạ, có lúc lao xuống biển từ độ cao 20 km chỉ trong vài giây. Phi đội máy bay chiến đấu 41 được cử đi điều tra và quay lại những video quý giá về UFO. Vật thể này không hoạt động theo quy luật vật lý thông thường và các video ghi lại sự kiện này được cho là đã bị xóa ngay sau đó Công nghệ UFO tại khu vực 51 Khu vực 51 của Mỹ luôn gắn liền với những tin đồn về việc thử nghiệm và nghiên cứu của chính phủ Mỹ về người ngoài hành tinh Bob Laja, một kỹ sư từng làm việc tại đây vào cuối thập niên 80, tuyên bố mình đã tham gia vào việc tái tạo tàu vũ trụ thu được từ người ngoài hành tinh Laja cho biết tàu của họ chạy bằng một lò phản ứng năng lượng sử dụng nguyên tố 115 ổn định, loại nguyên tố mà hiện tại con người vẫn chưa tạo ra được. Những tiết lộ này càng làm gia tăng sự tò mò và hoài nghi của công chúng về những hoạt động bí mật liên quan đến người ngoại hành tinh. Lời khai của các nhân chứng quân sự Nhiều nhân chứng quân sự, trong đó có Trung úy Ryan Gray, đã kể lại các cuộc chạm trán với UFO. Gray cho biết ông và đồng đội đã gặp một vật thể không xác định trong lúc huấn luyện vào năm 2015. Ông tin rằng việc nhìn thấy UFO là phổ biến trong quân đội, nhưng nhiều người không dám báo cáo vì sợ ảnh hưởng đến sự nghiệp. Những lời khai này góp phần củng cố giả thuyết rằng các hiện tượng liên quan đến UFO đã được chính phủ che giấu từ lâu. Những bức ảnh rõ nét nhất về UFO Một trong những bức ảnh rõ nét nhất về UFO được chụp vào năm 1997 bởi hai đầu bếp tại Scotland. Bức ảnh cho thấy một UFO hình kim cương bay lơ lửng trước một máy bay. Bức ảnh này đã biến mất trong suốt 30 năm và chỉ được tìm thấy lại vào năm 2020, làm gia tăng sự tò mò và nghi ngờ của công chúng về sự tồn tại của các sinh vật ngoài hành tinh. Làn sóng UFO tại Bỉ. Làn sóng UFO tại Bỉ bắt đầu vào đêm ngày 29 tháng 11 năm 1989, khi hàng trăm người dân chứng kiến một UFO hình tam giác lớn bay ở độ cao thấp với tốc độ chậm không quân bỉ đã điều động máy bay chiến đấu để truy đuổi nhưng ufo này liên tục thay đổi vị trí với tốc độ không tưởng cuộc trượt đuổi kéo dài suốt nhiều giờ nhưng máy bay không thể tiếp cận vật thể lạ chính phủ bỉ sau đó đã công bố các hình ảnh radar và dữ liệu của sự kiện này thừa nhận rằng không thể xác định được nguồn gốc của ufo kết luận bí ẩn về người ngoài hành tinh liệu có thực với hàng loạt bằng chứng và sự kiện kỳ lạ liên quan đến người ngoài hành tinh từ những video và hình ảnh gây tranh cãi những lời khai của nhân chứng quân sự đến những cuộc điều trần trước quốc hội câu hỏi liệu họ có thực sự tồn tại hay không vẫn là một bí ẩn chưa có lời giải liệu những hiện tượng này là kết quả của sự hiểu lầm sự cố công nghệ hay thật sự là bằng chứng của một nền văn minh ngoài trái đất câu trả lời vẫn đang nằm đâu đó trong những bí ẩn của không gian người ngoài hành tinh có thể đã và đang hiện diện xung quanh chúng ta hoặc có thể chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng và niềm tin của con người Tuy nhiên, những hiện tượng kỳ bí liên quan đến họ chắc chắn sẽ còn tiếp tục là đề tài nóng hổi trong nhiều năm tới.